Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Đô đốc bò xanh Ryukyu, một trong những nhân vật bí ẩn nhất trong thế giới One Piece. Mặc dù lên chức đô đốc đã lâu, nhưng toàn bộ thông tin về thân phận, hình dạng cũng như sức mạnh vẫn chưa hề được tiết lộ. Lần duy nhất ông thần xuất hiện là trong chương 905 với hình dạng của một cái bóng đen trong khi trời đang nắng chang chang. Cộng thêm tính cách có phần lập dị, đô đốc Ryukyu đã chứng tỏ độ nhân chơi của mình khi có thể nhịn ăn đến 3 năm nhưng lại không gầy. Chính vì thế, bằng mấy tài năng suy đoán như Conan, B20cm đã đưa ra một giả thuyết nghe thì vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục về thân phận cũng như sức mạnh thật sự của vị đô đốc này. Hôm nay, mời anh em cùng phân tích anime tìm hiểu bí ẩn về đô đốc bò xanh Ryukyu, nguồn gốc và sức mạnh. Xuất hiện lần đầu tiên trong chapter 905 với hình dạng của một bóng đen huyền bí. Biết đến là một trong ba đô đốc máu mặt của tổng bộ hải quân sau khi Akainu lên làm thủy sư đô đốc cùng pha bỏ nhà đi bụi của Aokiji. Ryukyu là biệt danh chứ không phải tên thật của đô đốc này. Trong tiếng Nhật thì nó có nghĩa là bò lục hay bò xanh. Hiện tại vẫn chưa có quá nhiều thông tin về ông, nhưng qua cách chém gió với hổ tím Fujitora thì chúng ta có thể thấy được Ryukyu là một người cực kỳ thoải mái, lười biếng và bất cần đời, khá giống với tính cách của chim chỉ xanh Aokiji. Điển hình như khi Akainu ra lệnh cho Ryukyu đi tìm và tống cổ Fujitora khỏi lãnh địa Marichoy nhằm tránh hổ chuột phá hỏng hội nghị. Nhưng đổi lại, thay vì một thái độ nghiêm túc, tuân thủ cấp trên thì bò xanh lại tỏ ra bất cần đời như kiểu bố mày không thích làm. Thậm chí, Ryukyu còn lười biếng đến nỗi không muốn ăn, bằng chứng là ông đã nhịn ăn đến 3 năm, điều mà không một con người bình thường nào có thể làm được. Kèm theo đó là triệu chứng mê gái, không thua kém gì thanh niên lông mày xoắn, còn có bị xịt tương ớt hay không thì vẫn chưa biết. Mặc dù nói là có tính cách đích quan tâm đến sự đời, nhưng bò xanh Ryukyu lại cực kỳ nghiêm túc khi làm nhiệm vụ. Điển hình như khi ông không muốn làm theo lệnh của Akainu, nhưng vì nhiệm vụ, ông vẫn hỏi Fujitora rằng vậy là anh không định phá hỏng hội nghị này hay gì đó tương tự nhỉ? Từ câu nói trên, cho thấy nếu Fujitora có ý định ném liêm sỉ vào hội nghị thì chắc chắn khi đó Ryukyu cũng không ngần ngại làm theo lệnh của Akainu lao vào đâm luôn Fujitora đâu. Ngoài ra, bò xanh cũng rất quan tâm đến những sự kiện đang diễn ra bên ngoài. Bằng chứng là khi ông đến hỏi tung tích của tiến sĩ Vegapunk và được Fujitora tiết lộ rằng Vegapunk đã tạo ra một thứ thực sự tuyệt vời. Thứ tuyệt vời mà hổ tím nhắc đến ở đây chắc chắn là dự án SNG đã tiết lộ ở chapter 957. Tóm cái váy lại, Ryukyu là một con người không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Nếu Akainu, một kẻ tuân thủ công lý tuyệt đối, hay Fujitora luôn bảo vệ những gì mà ông cho là đúng, thì với Ryukyu thuộc kiểu không có gì là đúng mà cũng chẳng có gì là sai. Những thứ ông làm không nhằm mục đích gì cả, nó chỉ được xem như một phần công việc bắt buộc phải hoàn thành. Tiếp theo, phần này mới hay này, sức mạnh và quyền hạn của Ryukyu. Hiện tại vẫn chưa có quá nhiều thông tin về khả năng có bò xanh, nhưng với chức vị là đô đốc hải quân, dưới một người, thật ra là bốn, nhưng trên vạn người, nắm giữ quyền lực điều động hàng ngàn hải quân cũng như Buster Call, thì sức mạnh có bò xanh thật sự không phải dạng vừa. Trước đây, chúng ta cũng đã thấy được sức mạnh của những cựu đô đốc như Akainu hay Aokiji khủng khiếp đến mức nào qua trận solo chặt chân 10 ngày tại Pearl Harbor, khiến cho thời tiết của toàn bộ hòn đảo bị thay đổi hoàn toàn. Chính vì thế, Ryukyu hoàn toàn cũng có thể làm được điều tương tự. Ngoài ra, đô đốc này còn được nhắc đến trong cuộc nói chuyện giữa Doflamingo và Fujitora. Doffy đã dùng từ quái vật để miêu tả về sức mạnh của cả hai, Fujitora và bò xanh. Trước đây, Doffy cũng từng trải qua cảm giác lo sợ trước sức mạnh của Aokiji tại Pearl Harbor khi đang có ý định gangbang Smoker nhưng không thành. Điều này cũng là một minh chứng cho sức mạnh của Ryukyu không hề thua kém Aokiji. Còn về phần Haki, vì là cấp bậc đô đốc nên Ryukyu cũng có thể sử dụng được thành thạo hai loại Haki là vũ trang và quan sát. Nhưng còn Haki Bá Vương thì sao? Với tính cách không quan tâm đến quyền lực cũng như đích sợ bố con thằng nào của ông, thì với khả năng nghìn năm văn vở của tớ, rất có thể bò xanh không thể sở hữu được Haki Bá Vương. Ở trong chapter 905, Ryukyu cũng đã xác nhận rằng 3 năm rồi ông chưa hề ăn bất cứ thứ gì cả. Từ câu nói này đã chứng minh được bò xanh chắc chắn cũng sở một trả quỷ nào đó. Chỉ đối với một người bình thường như anh hùng hay quân gáp hay tất cả người khác, nhịn ăn 3 tuần thôi là đã đủ sấp mặt rồi, chứ đừng nói gì đến 3 năm, người chứ có phải quỷ đâu. Ban đầu, dựa vào những năng lực của các đô đốc trước đó như Akainu hay Kizaru đều sở hữu trái Logia,
Thế nên mình đã cho rằng chắc chắn bò xanh cũng sẽ sở hữu một trái quỷ hệ Logia mang nguyên tố mộc, tức cây cối. Bởi lẽ cây cối chỉ cần quang hợp bằng ánh nắng mặt trời để sống, chứ không cần đến ăn uống. Tuy nhiên, qua câu nói của Ryo Kogyu, nếu ở đây có một cô nàng xinh đẹp nói "a, à, rồi đút tôi ăn thì may ra nhé", nhưng ăn uống vốn là niềm đau. Chính câu nói này đã khiến cho mình phải bẻ lái gấp về việc bò xanh thực chất có thể sở hữu một trái doan thần thoại mang sức mạnh của một vị thần có sừng tên là Xenonos trong thần thoại Celtic. Tới đây, cha anh em đã chuẩn bị cào phím chửi tôi sấp mặt đúng không? Cứ từ từ, nghe tiếp này. Theo truyền thuyết, Xenonos là vị thần cổ xưa, được mệnh danh là chúa tể của đại ngàn và muôn loài. Ông cũng được biết đến là vị thần của ham muốn sinh sản, vì mang đến sự sống cho tất cả thực vật lẫn động vật, cho nên thần Xenonos luôn phải nuôi nấng cũng như chăm sóc cho muôn loài mà không cần đến thức ăn. Tóm cái váy lại, ông chính là vị thần đại diện cho thiên nhiên hoang dã và thế giới dưới lòng đất, vị thần bảo trợ cho động vật và sự sinh sản. Từ đây, đối với câu nói, nhưng ăn uống vốn là niềm đau, điều này cũng trùng khớp với Xenonos, vì ông là vị thần của muôn loài, cho nên việc tước đi sự sống của bất kỳ sinh vật nào là điều không thể. Đó là lý do vì sao mà đô đốc Ryo Kogyu không ăn thức ăn trong vòng 3 năm. Điều này cũng ngầm khẳng định, rất có thể bò xanh chỉ mới có được sức mạnh từ trá quỷ này trong 3 năm trở lại đây mà thôi. Còn đối với câu trước đó, nếu ở đây có một cô nàng xinh đẹp nói "a, rồi đút tôi ăn thì may ra nhé", điều này cũng là minh chứng cho sự ham muốn sinh sản đến từ vị thần. Ngoài ra, chính việc tắm nắng là phương pháp để thần Xenonos tạo ra năng lượng và sự sống. Chính vì thế, khả năng hành động tắm nắng của Ryo Kogyu trong chapter 905 cũng là cách để ông kiểm soát sức mạnh cũng như tuổi tác của chính bản thân mình. Đối với trái doan thần thoại thì anh em biết rồi đấy, chúng thường đem đến cho người sử dụng những sức mạnh của các sinh vật hay vị thần không có thật trên thế giới, điển hình như khả năng hóa phượng của Marco hay sức mạnh biến vật vàng của cựu thủy sư đô đốc Sengoku. Cho nên, theo suy luận làm văn 9,5 điểm hồi còn đi học của tớ, thì chắc chắn Ryo Kogyu cũng sẽ giấu sức mạnh của trái doan thần thoại mang hình dạng của thần Xenonos mà tớ vừa nói ở trên. Tuy nhiên, vẫn còn một số điều chưa được làm rõ cho lắm. Như trong truyền thuyết, chiếc sừng của Xenonos lại chính là sừng hươu chứ không phải sừng bò. Cho nên cái biệt danh bò xanh của Ryo Kogyu đáng ra phải là hươu xanh chứ nhỉ. Nhưng mà nó cũng chỉ là biệt danh đặt riêng cho từng đô đốc mà thôi, không liên quan cũng như không ảnh hưởng quá nhiều đến năng lực và sức mạnh của họ. Điển hình cho đỏ Akainu nhưng lại sử dụng dung nham hay khỉ vàng nhưng lại mang năng lực trả ánh sáng. Cho nên dù là hươu hay bò thì đô đốc Ryo Kogyu vẫn là con người mà thôi. Cuối cùng, suy đoán về ý chí của Ryo Kogyu. Theo cảm nhận của mình thì đô đốc bò xanh rất coi trọng Fujitora. Nó được thể hiện qua câu nói "đừng để tôi vào rắc rối chứ, tôi chả muốn đánh nhau với anh đâu", mặc cho đây chính là mệnh lệnh của Akainu. Sẽ có nhiều anh em lại cho rằng Ryo Kogyu yếu hơn cho nên lo sợ sức mạnh của Fujitora. Nhưng tớ nói này, đã cùng một cấp bậc đô đốc rồi ấy, thì sẽ chẳng thằng nào sợ thằng nào đâu. Nếu diễn ra trận chiến của hai đô đốc thì cái Merichoy cùng lắm sẽ trở thành cái đảo Pần Hà Giáp thứ hai thôi. Đối với bò xanh Ryo Kogyu thì người này hầu như không có một ý chí riêng của bản thân. Bởi như tớ đã nói ở trên, Akainu thì luôn tuân thủ công lý tuyệt đối và Fujitora thì lại bảo vệ những thứ mà mình cho là đúng. Còn Ryo Kogyu, ông là một người thuận theo tự nhiên, không quan tâm đến thứ gọi là đúng hay sai. Điển hình như khi Fujitora nhắc đến sẽ giải tán Thất Vũ Hải, chính Ryo Kogyu đã đáp lại bằng một câu nói rằng "điên thật, anh nghiêm túc đấy à". Mặc dù biết được tầm quan trọng khi Thất Vũ Hải giải tán, nhưng bò xanh vẫn tỏ ra không mấy lo lắng, bày điệu cười rất ưa là ngớ đòn. Có thể nói, Ryo Kogyu là một nhân vật vô tưởng vô phạt, không tham vọng cũng không theo đuổi bất kỳ lý tưởng nào. Nếu chim chỉ xanh không muốn Akainu lên làm thủy sư đô đốc bởi lý tưởng cuồng công lý quá mức nên đã tạo ra cuộc solo suốt 10 ngày, thì đối với Ryo Kogyu qua chương 905, ông cũng chứng tỏ bản thân không bị gò bó bởi những mệnh lệnh, thích thì làm, không thích thì làm. Về điểm này tớ cho rằng khá giống với Aokiji. Tuy nhiên, bò xanh lại không quá quan tâm đến những điều mà một thủy sư đô đốc như Akainu nói, thậm chí là ý định của Fujitora dẹp cái thế lực Thất Vũ Hải. Ryo Kogyu như một kẻ lang thang vậy, ông thờ ơ với tất cả mọi thứ, sự kiện xung quanh mình, mặc cho người ra lệnh cô là ai, dù là Akainu, Sengoku hay thậm chí cả Imsama. Với một con người như thế thì tớ thật sự vô cùng tò mò về lý tưởng cũng như tại sao ông lại được bổ nhiệm lên làm đô đốc. Liệu ông có phải là con người không hề có lý tưởng của riêng mình và phân biệt được cái đúng, cái sai hay không?
Vừa rồi, chúng ta đã cùng tìm hiểu bí ẩn về đầu đốc bò xanh Ryokugyu, nguồn gốc và sức mạnh. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Tớ là Bi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye!